Cả nhà ơi, ở đây mình cũng có lá lốp nè, giờ mình sẽ hái vô để mình cuộn nấm, hái cũng nhiều lắm á. Cái nấm nó kỹ đi xa rồi. Chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, hôm nay mình làm nấm mối cuộn lá lốp mà nướng ăn cả nhà, ăn kèm với bún. Đây mình cũng có bún nè, có nấm mối nè. Nấm mối này thì mình nhổ hôm qua là mình cũng xào xong rồi. Ở đây thì mình cũng có cái gói ớt, thịt nướng nè. Nướng cái này ăn chay mà ăn được cả nhà. Ở đây thì có rau, rau sống nè, dưa leo nè, canh ớt nè. Bây giờ mà cả nhà cùng vào bếp đây làm bò nướng cuộn lá lốp với mình nha. Nhà ơi, ở đây mình cũng có lá lốp nè, giờ mình sẽ hái vô để mình cuộn nấm mối để mình nướng nha cả nhà. Sáng giờ trời mưa, mình đã hết mưa mình mới quay, giờ trưa luôn rồi, gần 2 giờ rồi. Mình sẽ cắt nè. Cho nó lên. Mình cắt nhiều được rồi cả nhà, vô mình cuốn được rồi. Tại vì mình chỉ cuốn nấm mối với lá lốp mình nướng ăn thôi chứ mình không có chọn nấm mối này. Mình cho vô cái muỗng, mình sẽ cho vô một muỗng nước ớt. Mình cũng có cái que tre nè để mình xiên. Mình sẽ làm, mình rửa tay sạch, mình sẽ làm cái tay không, mình không có mang tay cái này, nó gói mình mang tay khó quá. Mình sẽ cho một tay nó mối vô, mình mối mình lui. Làm như bò nướng lên lớp. Mình sẽ quấn 5 miếng vậy. Bây giờ mình cũng cuộn xong rồi cả nhà, để mình dĩa ra. Cái chén nước ớt này thì mình sẽ cho vô đây một muỗng dầu ăn nha. Trời mưa quá mình không có nướng ở ngoài kia được cả nhà, giờ mình sẽ chảo nha. Bây giờ mình sẽ đặt mấy cái cây nấm mối gì vậy? Chả, mình không có để dầu, mình chỉ cho cái nước ớt với dầu là mình cho sẵn vô cái chén. Nước ớt với dầu mình cho vô mình chọn, đó là mình sẽ thay đi. Cái đừng có khô. Mình sẽ trở về nha. Nó cũng hên hay lắm. Thơm, cái nước ớt nữa thơm. Thơm nó bụng như thế nào. Dèn. Thank you.
Bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Dạ, gấp ra. Chúng ta mình chỉ ớt thôi, mình không có để nó gia vị gì nữa. Giống bò cùng lá lớp nướng cả nhà. Nước mắm nè cả nhà. Mình sẽ cho 3 muỗng đường, 5 muỗng nước, 4 muỗng nước mắm. Ăn chay nha. Ở đây mình cũng có trái chanh nè. Thích ăn chua thì để nhiều. Đây còn có tỏi ớt mình băm xanh. Để hết đi. Bây giờ mình sẽ chanh chín như này. Cái này lát mình ăn mình cũng bánh tráng nè. Chanh chín nó còn sướng hơn. Mình cũng làm xong rồi. Cả nhà lá lốt cũng nấm nấm mới cũng chảo cũng xong rồi, thì mời cả nhà ăn với mình nha. Nên mình ăn với bánh chén, cả nhà cũng bánh chén bún cho nha. Dầu thơm các loại nhà ba cũng loại bún mới này, giống như là bò cũng lá lốt nướng gì đó. Cả nhà ăn nấm mối cũng nó lớp nướng đi cái bánh nè. Nó mắm chua ngọt. Để được trái bự luôn. Mới bẻ ăn. Chân chơi thôi chứ không có ăn. Em mới bẻ ăn không có ngon. Vài bữa ăn không? Bây giờ ăn sáng mà mình chịu nữa nè. Cái này mình nhỏ nó mới là tối nha, khuya cho nên là mình không có quay được. Chút chiều là mình đã thấy rồi, nhưng mà mình để cho tối cho nó nở lên chút, tại vì nó chút chiều mình thấy thì nó còn hơi nhỏ, nhỏ ủ. Tối mình ra mình nhỏ thì không có quay. Mình ăn nấm mối của lá lốt ấp chảo cũng xong rồi. Cả nhà có thích mình chia sẻ những món ăn giả miền Tây như thế này, xin cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực chia sẻ tiếp những món ăn như thế này nha cả nhà. Cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye.